Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập vật lý lớp 8. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập vật lý lớp 8, bài 2 trang 8. Vận tốc. Ở bài 1, ta đã biết cách làm thế nào để nhận biết được một vật chuyển động hay đứng yên. Còn trong bài này, ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để nhận biết sự nhanh hay chậm của chuyển động. Phần A, học theo sách giáo khoa. Phần 1 La Mã, chúng ta cùng tìm hiểu vận tốc là gì. Rồi trước hết là các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghi kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột 4. Ở đây chúng ta biết các bạn Nguyễn An, Trần Bình, Lê Văn Cao, Đào Việt Hùng, Phạm Việt đều chạy cùng một quãng đường dài 60m. Bây giờ muốn biết ai chạy nhanh hay chạy chậm thì chúng ta sẽ so sánh thời gian chạy của các bạn này. Chạy cùng một quãng đường thì bạn nào chạy với thời gian là ít hơn thì là bạn đó chạy nhanh hơn. Như vậy, để xếp hạng thì chúng ta so sánh thời gian chạy của các bạn này. Ở đây chúng ta nhận thấy 10 giây, 9,5 giây, 11 giây, 9 giây, 10,5 giây thì 9 là bé nhất. Tức là bạn Đào Việt Hùng này chạy với thời gian là ít nhất. Có nghĩa là bạn ấy chạy nhanh nhất cùng một quãng đường là 60m. Bạn ấy chạy chỉ mất 9 giây thôi. Như vậy là bạn ấy xếp thứ nhất. 9 bé hơn 9,5, bạn Trần Bình xếp thứ hai. 9,5 bé hơn 10, bạn Nguyễn An xếp thứ ba. 10 bé hơn 10,5, bạn Phạm Việt xếp thứ tư. 10,5 bé hơn 11, bạn Lê Văn Cao xếp thứ năm. Rồi như vậy là để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm thì chúng ta cần so sánh thời gian chạy cho cùng quãng đường chạy. Và cụ thể ở đây là chúng ta so sánh thời gian chạy của các bạn cho cùng quãng đường chạy là 60m. Từ cột 2, 3 của bảng 2.1 có thể xếp hạng chạy nhanh, chậm cho từng học sinh vào cột 4 và kết quả như sau. Rồi như phân tích ở trên thì thứ nhất là bạn Đào Việt Hùng, thứ hai là bạn Trần Bình, thứ ba là bạn Nguyễn An, thứ tư là bạn Phạm Việt và thứ năm là bạn Lê Văn Cao. Tiếp theo các em sang câu hỏi 2. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong một giây và ghi kết quả vào cột 5. Đầu tiên là bạn Nguyễn An chạy quãng đường là 60m trong thời gian 10 giây. Như vậy 1 giây bạn ấy chạy được quãng đường là 60 chia 10 bằng 6. 6m. Bạn Trần Bình chạy quãng đường 60m trong thời gian là 9,5 giây. Như vậy 1 giây bạn ấy chạy được quãng đường là 60 chia 9,5 bằng 6,3157. Thì đây là một số thập phân rất là dài. Chúng ta có thể làm tròn số thập phân này. Thì các em căn cứ vào chữ số thứ hai ở phần thập phân. Nếu chữ số thứ hai mà từ 4 trở xuống thì chữ số thứ nhất ở phần thập phân các em giữ nguyên và các chữ số ở phía sau các em bỏ đi. Cụ thể đây là các em làm tròn là 6,3 thôi. 6,3m. Rồi tiếp theo là bạn Lê Văn Cao chạy quãng đường là 60m trong thời gian là 11 giây. Như vậy 1 giây bạn ấy chạy được quãng đường là 60 chia 11 và chúng ta tính được là bằng 5,4545. Ở đây chữ số thứ hai ở phần tập phân từ 5 trở lên thì các em sẽ lấy chữ số thứ nhất, các em tăng lên một đơn vị
và các chữ số ở phía sau các em bỏ đi, tức là các em làm tròn thành 5,5 mét. Rồi tiếp theo là bạn Đào Việt Hùng chạy quãng đường là 60 mét trong thời gian là 9 giây. Như vậy 1 giây bạn ấy chạy được quãng đường là 60 chia 9 bằng 6,6666. Các em làm tròn thành 6,7 mét. Rồi tiếp theo là bạn Phạm Việt chạy quãng đường 60 mét trong thời gian là 10,5 giây. Như vậy 1 giây bạn ấy chạy được quãng đường là 60 chia 10,5 bằng 5,714. Các em làm tròn thành 5,7 mét. Rồi như vậy chúng ta kết luận vận tốc được biểu thị bằng quãng đường chạy được trong 1 giây. Ví dụ là bạn Nguyễn An trong 1 giây bạn ấy chạy được là 6 mét. Như vậy vận tốc của bạn ấy là 6 mét trên giây. Bạn Trần Bình trong 1 giây bạn ấy chạy được 6,3 mét. Như vậy vận tốc của bạn ấy là 6,3 mét trên giây. Tương tự vận tốc của bạn Lê Văn Cao là 5,5 mét trên giây. Vận tốc của bạn Đào Việt Hùng là 6,7 mét trên giây. Và vận tốc của bạn Phạm Việt là 5,7 mét trên giây. Như vậy các em có thể hiểu là vận tốc được biểu thị bằng quãng đường chạy được trong 1 giây. Tiếp theo các em sang câu hỏi số 3. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây. Rồi các em biết là độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động. Cùng một đơn vị đo, vận tốc lớn tức là chuyển động nhanh, còn vận tốc bé tức là chuyển động chậm. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Tiếp theo các em sang phần 2 la mã, công thức tính vận tốc. Vận tốc được tính bằng quãng đường chia cho thời gian. Ở đây V ký hiệu là vận tốc, S ký hiệu là quãng đường đi được và T là thời gian để đi hết quãng đường đó. Tiếp theo các em sang phần 3 la mã, đơn vị vận tốc. Câu hỏi số 4. Tìm đơn vị vận tốc thích hợp cho các chỗ trống ở bảng 2.2. Rồi các em quan sát bảng 2.2. Đơn vị độ dài là mét, đơn vị thời gian là giây, thì đơn vị vận tốc là quãng đường chia thời gian, tức là mét trên giây. Đơn vị độ dài là mét, đơn vị thời gian là phút, thì đơn vị vận tốc là mét trên phút. Các em lấy quãng đường chia thời gian, mét chia cho phút, ta có mét trên phút. Rồi đơn vị độ dài là km, đơn vị thời gian là giờ, thì đơn vị vận tốc là quãng đường chia thời gian, km trên giờ. Tương tự, đơn vị vận tốc là km trên giây, đơn vị vận tốc ở đây là cm trên giây. Rồi tiếp theo mời các em sang câu hỏi số 5. Câu E. Vận tốc của một ô tô là 36 km/h, của một người đi xe đạp là 10,8 km/h, của một tàu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì? Các em biết là vận tốc của ô tô, khi người ta nói vận tốc của ô tô là 36 km/h thì cho chúng ta biết là mỗi giờ ô tô này đi được là 36 km. 36 km/h tức là đi được quãng đường 36 km trong thời gian là 1 giờ. Đúng không? Rồi tiếp theo vận tốc của người đi xe đạp là 10,8 km/h. 10,8 km/h có nghĩa là 1 giờ người đi xe đạp đi được quãng đường là 10,8 km. Mỗi giờ người đi xe đạp đi được là 10,8 km. Rồi vận tốc của tàu hỏa là 10 m/s, cho biết là mỗi giây, tức là 1 giây thì tàu hỏa đi được quãng đường là 10 mét.
Tiếp theo các em sang câu B. Trong 3 chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? Ở đây muốn biết chuyển động nào nhanh nhất và chuyển động nào chậm nhất thì chúng ta phải so sánh 3 vận tốc với nhau. Và các em lưu ý là so sánh 3 vận tốc thì 3 vận tốc này phải cùng đơn vị đo, tức là cùng là km/h hoặc là cùng là m/s. Như vậy trước hết là các em phải đổi 36 km/h ra m/s, 10,8 km/h ra m/s. Vận tốc của ô tô là 36 km/h. Bây giờ các em đổi ra m/s, tức là quãng đường các em phải đổi ra mét và thời gian các em phải đổi ra giây. 36 km đổi ra mét bằng 36.000 m. 1 giờ, ở đây trên giờ có nghĩa là 1 giờ. 1 giờ thì bằng 3.600 giây. 36.000 chia cho 3.600 thì bằng 10. Như vậy là bằng 10 m/s. Vận tốc của người đi xe đạp là 10,8 km/h. Trước hết các em đổi 10,8 km ra mét bằng cách lấy 10,8 x 1.000 bằng 10.800 m. 1 giờ thì bằng 3.600 giây. 10.800 chia cho 3.600 bằng 3. Rồi như vậy là bằng 3 m/s. Vận tốc của tàu hỏa là 10 m/s. Vận tốc của tàu hỏa là 10 m/s. Ở đây các em nhận thấy vận tốc của ô tô và vận tốc của tàu hỏa là bằng nhau, cùng bằng 10 m/s. Vận tốc của người đi xe đạp là 3 m/s, bé hơn. Như vậy chúng ta kết luận là ô tô và tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau, còn người đi xe đạp thì chuyển động chậm nhất do vận tốc là bé nhất. Rồi tiếp theo các em sang câu hỏi số 6 trong sách giáo khoa. Một đoàn tàu trong thời gian là 1,5 giờ thì đi được quãng đường dài là 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, ra đơn vị là m/s, và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên. Rồi các em biết là một đoàn tàu trong thời gian là 1,5 giờ, thời gian là 1,5 giờ thì đi được quãng đường dài là 81 km. Quãng đường bằng 81 km. Bây giờ các em tính vận tốc của tàu ra đơn vị đo là km/h. Để tính vận tốc của tàu ra đơn vị đo là km/h thì quãng đường phải có đơn vị đo là km và thời gian phải có đơn vị đo là giờ. Ở đây quãng đường có đơn vị đo là km rồi, thời gian có đơn vị đo là giờ rồi. Như vậy các em dễ dàng tính vận tốc của tàu theo km/h bằng cách là vận tốc bằng quãng đường chia thời gian. Các em lấy 81 chia 1,5 bằng 54 km/h. Bây giờ các em tính vận tốc của tàu ra đơn vị đo là m/s. Để tính vận tốc của tàu ra đơn vị đo là m/s thì quãng đường các em đổi ra mét và thời gian các em phải đổi ra giây. 81 km bằng 81.000 m. 1,5 giờ đổi ra giây thì các em lấy 1,5 nhân với 3.600, bởi vì 1 giờ của nó bằng 3.600 giây. 1,5 nhân 3.600 thì bằng 5.400 giây. Như vậy vận tốc của tàu tính theo mét trên giây là vận tốc bằng quãng đường là 81.000 chia thời gian là 5.400, rồi bằng 15 m/s. Cùng là vận tốc của tàu nhưng đơn vị đo khác nhau. Đơn vị đo khác nhau. Đơn vị đo là km/h và đơn vị đo là m/s. Cho nên số đo là khác nhau, 54 và 15 khác nhau. Như vậy là khác đơn vị đo thì các em không thể so sánh được. Ở đây chúng ta có nhận xét là chỉ so sánh số đo vận tốc khi quy về cùng một đơn vị vận tốc. Do đó 54 lớn hơn 15 không có nghĩa là vận tốc khác nhau.
Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 7 trong sách giáo khoa. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km? Ở đây các em biết là đơn vị đo của vận tốc là km/h. Thì thời gian 40 phút các em phải đổi ra là giờ trước khi các em tính quãng đường. 40 phút mà đổi ra giờ thì các em lấy số phút chia cho 60. 40 chia 60 bằng 40 phần 60. Và các em rút gọn ta được phân số là 2/3. Các em chia cả tử và mẫu cho 20. Ta được 2/3. 40 phút bằng 2/3 giờ. Rồi như vậy quãng đường người đi xe đạp đi được là, để tính quãng đường thì các em dựa vào công thức tính vận tốc. Vận tốc bằng quãng đường chia thời gian. Bằng quãng đường chia thời gian. Các em viết là quãng đường chia thời gian. Thì vận tốc ở đây chính là thương. Quãng đường là số bị chia. Và thời gian là số chia. Muốn tìm số bị chia thì các em biết rồi. Muốn tìm số bị chia thì các em lấy thương nhân số chia. Tức là lấy vận tốc nhân thời gian. Các em suy ra quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Và cụ thể là vận tốc ở đây là 12 km/h nhân với thời gian là 2/3 giờ. Rồi các em lấy 12 chia 3 nhân 2 bằng 8 km/h. Tiếp theo các em sang câu hỏi số 8. Một người đi bộ với vận tốc là 4 km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc. Biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc mất 30 phút. Rồi vận tốc là km/h. Thì trước hết là các em phải đổi thời gian 30 phút ra giờ. Đúng không? Ở đây chúng ta có này, vận tốc là 4 km/h này. Thời gian là 30 phút này. Yêu cầu chúng ta tính quãng đường. Thì ở bài tập số 7 chúng ta đã suy ra công thức tính quãng đường là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, đúng không? Ở đây vận tốc của đơn vị đo là km/h. Thì trước khi tính toán các em phải đổi đơn vị đo thời gian ra giờ. 30 phút mà các em đổi ra giờ, các em lấy 30 chia 60. 30 chia 60 thì bằng 0,5. Tức là bằng 0,5 giờ. 30 phút bằng 0,5 giờ. Như vậy khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Các em lấy vận tốc là 4 nhân thời gian là 0,5 bằng 2 km. Rồi tiếp theo em sang phần ghi nhớ. Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Công thức tính vận tốc là vận tốc bằng quãng đường chia thời gian. Trong đó V là vận tốc, S là quãng đường đi được và T là thời gian để đi hết quãng đường đó. Rồi tiếp theo là các em sang phần B, giải bài tập. Ở đây thầy giáo chia làm hai video. Video thứ nhất là chúng ta học theo sách giáo khoa và video thứ hai là chúng ta giải bài tập. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Các em có thể xem lại toàn bộ video về và bài tập vật lý lớp 8 được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.